Vâng, xin mến chào toàn thể các bác ạ. Thì trong buổi chiều nay thì em nhá hình một chút những cặp loa cuối cùng. Cặp loa thương hiệu của Mỹ ST. Và cũng báo cáo bác là đối dòng này em đã hết hàng các bác nhá. Hôm nay em đóng hàng lốt cho phụ bác anh em, cũng như là nhá hình một chút test chất âm để cũng như các bác anh em thẩm âm đối với dòng loa này. Ở đây hôm nay em test chất chay thôi. Không cần cái gì xử lý cả, em test đúng một cục đấy em XP7000 và từ điện thoại dòng ra các bác nhá. Tại vì hơi kho nên em không bày được em. Hôm trước là nếu các bác không chốt hết hàng thì em cầm ra cửa hàng để em làm cái video. Vì đấy bác chốt hết rồi nên là em sẽ test ở kho luôn, test chay thì bác cùng nghe một đoạn ra khúc nhé. Đập nhạc vào. Để phải áo đến tàn cả hướng xa, tháng ngày luôn theo. Hoa không tươi khi hay nắng ít no. Đấy, như các bác nghe đoạn ca khúc thôi, tiếng độ phủ rất là rộng. Thứ nhất là nó có thêm một cái chung trợ lời nữa nên tiếng lời rất là rõ, sạch. Nó không bị chung lẫn chép, chép chỉ phá tiếng chép không thôi. Đó, lời rất là rõ bác nhé. Nói chung cũng rất là đáng tiếc, nếu mà em có lô nhiều hơn thì em sẽ phục vụ bác hơn. Nhưng đây chỉ 6 đôi nên là đã báo thông báo các bác trong video là cũng hết hàng luôn. Vâng, xin mến chào các bác. Hiện tại bây đang buổi tối ngày mùng 4 tháng 9. Thì những cặp loa LS thời của Mỹ là em đã những cặp loa cùng đã đóng hàng lên cho các bác đây. Hôm nay em ship gửi xe 4 đôi và 2 đôi gửi bưu điện. À, hết lô các bác nhé. Ngoài ra bên mình hôm nay đi rất nhiều hàng cả loa DK này. Đẩy công suất thì đi rất nhiều. Đang đóng dở cố gắng rồi. Trời gần 7 giờ tối rồi nhưng mà vẫn anh em đang tiếp tục cố gắng đóng hàng nhất những chiếc đẩy lửa A bãi này. Đây bên trong này thì những đơn hàng nhỏ. Chị em đang đóng hàng cố gắng nhất có thể các bác ơi. Đơn hàng cho các bác anh em rất nhiều. Bộ mic này, lưng này, XLR này, mic này, quản lý nguồn này, idol này, lợ, vang này. Hôm nay khoảng độ 30 đơn, đây là chưa xuất được kho thôi, chưa tính những đơn loa em gửi bưu điện hay đẩy gửi bưu điện, gửi xe cho anh em. Đấy, em ghi lại một không khí tại kho của mình trong buổi tối hôm nay, vừa gần 7 giờ tối. Và cũng không biết nói gì hơn, cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác cũng như anh em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành yêu mến cửa hàng Hiếu Minh. Và những sản phẩm bên em thì luôn được bọc cẩn thận trên tay các bác và anh em nhé. Những sản phẩm đẩy bãi, đẩy mới cũng vậy. Tuần đợi em 15 phút nhá, để em đóng luôn lốt.